Hello, em Hùng xin gửi lời chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em nha. Thì video này thì em lại lần tiếp tục cho tất cả bác những cái con đồng hồ cơ cấu nha bác nhé. Thì video này em sẽ lên cho bác dòng bọc vàng mạch đen nha bác, mạch bao công. Mạch vàng bao công thì bên em mạch bao công bọc vàng thì bên em có 3 con nha bác nhé. Có 3 con, đây em lên 3 mẫu cho tất cả bác này. Một con Citizen, hai con Citizen, xin lỗi bác nha, một con Citizen và hai con Senko nha, một con Citizen và hai con Senko, tất cả đều là cái dòng cơ cót, cơ lân cót nha, dòng bọc vàng cực kỳ là đẹp nha bác, chỗ những con size lớn lớn không, size 35 năm trở lên, đấy, đẹp chưa, đấy, nhìn đẹp không, em có 3 con nha. Rồi em sẽ lên và báo giá cho tất cả bác từng con. Đó. Đầu tiên thì em lên cho bác cái con Citizen nha. Citizen con này thì em xá cho bác xá hàng. Xá hàng cho các bác nha. Thì con này nó có cái lỗ chỗ này. Đó. Nên là em bán xá luôn cho tất cả bác này. Con này là bọc vàng toàn thân Citizen Highlight nha. Citizen Highlight. Con này là bác 3.9 đấy. 3.9 đấy. Mà hôm nay thì em xá luôn, xá 3.3 nha. Con này size là 35 năm nha, size 35 năm, bọc vàng toàn thân, nút vàng còn cực đẹp nha. Mà nó bị cái này này. Cái kính zinc nó nha bác nha. Nhưng mà nó kính là kính Mica, nó bị đây có nhìn này, nhìn cái chỗ tay em chỉ đây. Nó bị lõm mốt một tí một xíu chỗ này, kính nó vẫn dùng bình thường nha, để tí là bị mốt tí chỗ này này. Đó. Thì các bác cần thì nếu mà không cần thì các bác để nguyên cái kính zinc này thì để nguyên zinc, còn các bác mà muốn thay thì thay. Đó. Còn em bán là bán nguyên cái như thế này, các bác về tự thay nha, tự thay, tự muốn thay thì tự thay, còn kính này vẫn sai bình thường, vẫn còn đẹp nha, chỉ có bị mốt tí này, em quay cho bác thấy này, đó nghiêng nghiêng là mấy thái thôi nha, chứ còn nhìn chính diện vô thì khó thấy lắm. Đó. Đấy, rồi thứ hai là nó cái mặt số nó này. Mặt số này ngay chỗ góc 7 giờ thì nó có một cái vết này. Đó, một cái vết đây, có nhìn thấy không? Nó có một cái vết góc 7 giờ đây đây đây, đây, đây. Đấy. Rồi còn lại là tất cả là đẹp nha, kim cọc số rất đẹp, một lịch góc 3 giờ, một lịch góc 3 giờ luôn nha, con này có lịch. Đấy. Nước vàng là đẹp keng, nước vàng là đẹp keng nha. Đấy. Em zoom lên này cũng có thấy này. Đấy. Nó có một vết chỗ này, con này sáng luôn. Đấy. Hàng rất đẹp nhưng mà nó bị lỗi tí này, bắt buộc phải sáng đó các bác, các bác nào mua con này chơi nó ngon này. Bọc vàng toàn thân, bọc vàng toàn thân luôn nha bác, bọc vàng dày 20 micron, rất đẹp, nước vàng là cối trên luôn, tiếc cái mặt nó sơ xúc tí là lỗ ngay bác. Con này em đưa các bác 3.3 triệu nha, 3.3 triệu, đó là chốt con này về chơi nha, giá rất là rẻ đó. Con này thì bình thường bán 3.9 triệu, 3.3 triệu 23G, đời cao 23G nhưng mất nha, rồi Citizen cơ cốt 3.300.000, các bác chốt con này thì alo cho em nha. Bọc vàng toàn thân, con mạch bao công nhà Citizen. Em lên cho bác con Senko, Senko 21G. Đó, 21G, con này là đẹp keng long lanh nha. Đẹp long lanh, từ nguyên chất vàng, chất vàng một càng của nó là không mòn nha. Đó. Con này cũng bọc vàng toàn thân này, bọc vàng toàn thân rất đẹp nha. Đó. Những con này thì em tìm cái đường mà cậy cái nắp đít nhưng mà tìm không ra bác. Con này nha, chỗ này đây, những con này nó rất là khít khi mà khi mà thợ họ đã lau dầu rồi ấy.
họ ép nó bít rất là chặt nên là tìm những cái chỗ mà mới tháo rất khó. Vừa mới ra xong rồi bác nha, Senko 2 chạy bộ máy 4-2, mấy lần cơ cốt rất đẹp nha. Đó, nước vàng cực đẹp luôn á, vàng này, long lanh. Máy soi gương luôn, rất đẹp nha, máy 4-2 21G Senko 2. Bọc vào toàn thân nha, 20mm nha bác nha. Mặt đen bao cong, con này size lớn rồi bác, size nó size 36. Size con này size 36 nha. Size 36. Đó, mặt cực đẹp nha. Cực đẹp luôn nha, không một lỗ làm tì vết nào hết. Khung móng, khung vinh, vintage, khung móng nha. Con này size 36 đưa các bác cho 4.2 nha. 4.200.000, size 36 mặt đen. Bác nào chốt con này alo em nha, 4.2 thôi. Rồi em lên một con Senko nữa, con Senko đời cao, đời Lock Marvel kim đĩa nha. Lock Marvel kim đĩa, cực đẹp nha bác nha. Con này là cũng bọc vàng toàn thân nha bác. Bọc vàng toàn thân, nước vàng nó là khó chơi luôn. Đẹp xúc sắc, đẹp xúc sắc nha. Kim đĩa, dòng này rất hiếm nha. Lock Marvel đời cao, đời Lock Marvel là đời chạy bộ máy 36.000 dao động đó. Quá đẹp nha, kim cọc cực đẹp luôn, mặt bao cong còn kim đĩa nữa. Senko Lock Marvel 23G đó. Đẹp tuyệt vời quá. Con này thì đây mới lắp đấy ra cho bác xem nha. Đây, bên trong này. Máy đẹp keng luôn, long lanh luôn nha bác nha. 23G thì bộ máy 5740A. Đấy, quá đẹp luôn. Máy soi gương, máy cực đẹp. Đấy, các bác nhìn bộ máy như thế này. Qua mấy chục năm rồi bộ máy nó quá chất luôn, đúng là những cái dòng đời cao, nhìn bộ máy nó nghiền luôn á, quá đẹp nha. Nhìn máy đã, nhìn nước vàng nữa, vàng là vàng 14K. Rất đẹp, kim đĩa, rất hiếm nha, kim cọc vàng nối. Con này thì đưa các bác giá 7 triệu rưỡi nha, 7 triệu rưỡi xe 35 năm, 7 triệu rưỡi nha. Những dòng này thì nó không hề rẻ nha bác nha, không hề rẻ đâu. Dòng Lock Marvel, Lock Marvel dòng đời cao, mình đặc biệt là dòng này là dòng kim đĩa đó. Rồi 7.500.000 đó, 3 con, mặt đen thì bên em có 3 con, quá đẹp nha. Có một con Citizen nó bị lỗi đấy, không sáng à. Nước vàng nó đẹp keng luôn. Con này nếu các bác đeo thì lên tay thì mấy lỗi này thì không hết đâu nha bác nhá. Em quay thì em quay cho bác xem. Ba con nha, cực đẹp. Citizen con này là 3.3 triệu. 3.3 triệu nha, con này Senko kim đĩa 7.5 triệu, con này 4.2 triệu Senko cốt 4.2 triệu. Rồi đó, rồi các bác lựa chọn con nào thì lên Zalo của em là số đuôi 707, em sẽ gửi ảnh cụ thể hơn cho các bác đó. Rồi hoặc là các bác gọi trực tiếp cho em nha, qua hai số điện thoại trên tấm biểu màn hình đó. Và em xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video nha, và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video sau.